Mùa dịch Covid nguy hiểm như thế này, các bác ở nhà làm cái gì? Hôm nay rảnh rỗi lên đây đàm đạo với các bác về cái dòng đồng hồ SK, phân biệt thật giả luôn. Đấy, như chúng ta đã biết thì cái dòng đồng hồ SK này nó nổi tiếng rồi. Anh em chúng ta không cần phải phân biệt về cái hình dáng của nó nữa. Nhưng hôm nay là có một cái điều cần phải lưu ý. Đó là cái dòng máy của nó, chúng ta phân biệt là máy Nhật hay là máy Trung Quốc. Thế bây giờ để phân biệt một cái chiếc đồng hồ SK này thì nói về cái kiểu dáng bên ngoài thì nó vẫn có một cái size cố định của nó, tức là size 41. Đấy, mặt nửa xanh trắng vàng. Thế thì nó nổi tiếng là cái dòng 4 đinh này nó rất bền bỉ. Thế thì dựa vào cái độ hot của nó thì người Trung Quốc đã sản xuất ra những cái chiếc đồng hồ giống y hệt nó để bán. Thế thì phân biệt nó bằng cái cách nào để các bác mua? Thế thì trên tay em đây là một chiếc đồng hồ Nhật ra đời vào những cái thập niên năm 1970. Chiếc này thì em thay cái dây khác vào để em đeo. Đây là không phải dây của nó, nhưng mà lắp vào nó cũng rất là đẹp. Chiếc này là em để em đeo nên em lắp dây khác. Thế còn dây của nó là nó như như thế này. Đây, cái dây của nó mắt mắt na nó như thế này. Đây là dây của nó này. Còn chiếc bên tay trái này là em lắp cái dây khác vào để em đeo. Nó có thể deco được rất nhiều cái loại dây, dây dù quân đội, rồi dây kiểu xích, dây phên. Nó rất nhiều kiểu dây, nó đeo rất là hợp, mà phối đều là hợp hết với các trang phục. Thế thì hôm nay sẽ phân biệt là cái cỗ máy của nó. Trước hết là nói về cái vỏ về trước. Cái vỏ của cái hàng Trung Quốc thì nó hay dùng bằng cái vỏ của cái dòng máy điện tử. Có nghĩa là cái vỏ của nó rất là mỏng và nó không phải là bằng thép đúc nguyên khối, mà nó là cốt thép và nó mạ inox ở bên ngoài. Đấy là cái vỏ của hàng Trung Quốc. Thế nhưng mà nếu mà không để ý thì các bác cũng không thể biết được. Nhưng mà bằng mắt thường thì chúng ta sẽ thấy là khi ta lắp nó vào ấy, thì cái chiều diện tích của cái chiều này của cái vỏ điện tử nó rất là mỏng. Nó rất là mỏng và nó rất là nhẹ. Nó không như là những cái hàng hàng chuẩn, hàng xịn. Chiếc này thì là em chưa đánh bóng nhé, để nguyên chưa đánh bóng. Nếu đánh bóng thì cái này rất là đẹp. Thế và cái thứ hai là nói đến cái cỗ máy của nó. Cỗ máy của Nhật ấy, thì cái cầu tốc của nó là nó có một cái đặc trưng là cái khe tiếp giáp giữa cái mặt bích máy này và cái này là nó rất là khít. Đấy. Thế còn cái của Trung Quốc ấy, thì cái khe hở này rất là lớn. Là cái máy của Trung Quốc. Và nó không có cái ký tự của những cái số chữ số ký hiệu của mã máy này đời 469 này. Đấy. Và nếu có thì nó cũng rất là thô, nó in chữ thôi chứ không phải khắc chìm. Thế và cái thứ ba là cái vành tóc. Cái vành tóc thì cái cầu tóc của thằng thằng Nhật thì đến bây giờ là nó không còn được mới, nó có một cái độ xỉn xỉn màu chứ nó không mới tinh đâu. Thế và cái chốt hãm tóc này là nó bằng phẳng, nó có một cái lỗ khuyết rất là nhỏ. Đấy là của Nhật. Thế còn nên nếu như đầu mà nó nhô lên cao mà nó không có lỗ khuyết thì cái chốt đấy là cái hàng đó là của Trung Quốc.
Tất nhiên rằng cái người bán thì sẽ phải tư vấn cho các bác loại nào và tiền giá nào đi với của ấy. Đấy. Thế còn thì đấy là những cái người bán hàng chân chính. Còn tất nhiên là trong cái quá trình vận chuyển nó cũng sẽ có những cái xê dịch thì ta không thể tránh được. Cái đấy thì do cái nhà bán hàng sẽ bảo hành cho các bác như thế nào để thể hiện cái độ uy tín của họ. Thế thì nói về cái dòng máy này nữa là nó có hai đời máy. Một cái đời máy cổ ấy, thì trên cái mặt bích máy này là nó có ba con vít để nó giữ. Nhưng cái đời máy này là cũng là cái đời máy gần đây rồi, thế cho nên là nó làm có hai cái con vít này. Đây một con này và đây một con. Đấy, đây là gọi là máy này là máy hai vít. Thì nó là máy đời cao, nó là máy hai vít. Thế còn một cái đời máy cổ thì nó thêm một con vít nữa ở cái vị trí này. Đấy thì chúng ta gọi nó là máy ba vít, máy máy cổ. Thế thì nói hơi sơ qua nữa về cái vành tóc này của nó, tại sao là vành tóc Nhật, vành tóc xịn của nó tốt hơn mặc dù nó hơi xỉn xịt màu. Thì thứ nhất là cái vành tóc của nó là bằng đồng nguyên chất để nó chống cái nhiễm nhiễm từ. Có nghĩa là cái từ trường khi nó bị nhiễm vào vỏ các mặt bích máy này nó không ảnh hưởng gì đến cái vành tóc này. Đấy. Để nó có một cái độ dao động thật là ổn định. Và cái thứ hai là cái dây tóc của nó là nó bằng Volfram, nó cực kỳ cứng và nó không bị ảnh hưởng theo cái thời tiết. Nóng lạnh nó cũng không ảnh hưởng theo cái thời tiết, tức là bác có đi đến các cái nước châu Âu nó rất là lạnh. Nó cũng không ảnh hưởng gì. Nó không bị co lại vào các bác đến các cái vùng Trung Á, Ả Rập, Xê Út nóng như thế nó cũng không nở ra, có nghĩa là nó chạy rất là ổn định, đó là cái đặc tính của Volfram. Thế còn những cái vành tóc mà rẻ tiền, dòng máy rẻ tiền thì nó chỉ bằng cái hợp kim thép bình thường thôi, tất nhiên là nó cũng chạy nhưng mà nó không ổn định bằng cái dòng hàng xịn. Thế thì nói như thế để các bác biết. Thế còn bên em mà bán hàng thì những cái hàng của em thì em bán ra là em cam kết là máy Nhật và máy vỏ Nhật. Thế và em bảo hành 1 năm. Thế còn thì hàng xịn thì lúc nào giá phải cao hơn là hàng rẻ tiền, nói luôn như thế cho nó nhanh. Đấy, có những cái bác thì cứ như gọi điện bên bên em là hỏi giá xong là bảo thế nọ thế kia xong đi mua cái hàng giá rẻ về chạy được một thời gian là hỏng hóc rồi hư hỏng nọ kia, thế xong là rất là phiền phức. Mà em thì không có cái thời gian để mà tư vấn nhiều cho các bác về những cái vấn đề đó. Đấy, bên em thì chuyên về những cái hàng Nhật cũ xưa, đó là mới là cái hàng những cái dòng hàng giá trị. Thế còn những cái dòng hàng mới 2015, 2020 thì rồi những cái dòng mà quảng cáo mới là em không có cái hàng đó và em không bán. Đấy. Thế để cho các bác rõ ràng và có một cái kiến thức sơ lược về cái dòng đồng hồ SK này mà chúng ta yêu quý nó, thì mà cũng để yên tâm hơn là mua bán giao lưu, thì các bác nên có những cái đó. Khi mua của một người nào đấy, một số còn đấy, thì hãy giao kết với họ là bảo đảm là dòng máy Nhật để cho các bác chơi, chứ tránh mua phải những cái chiếc máy tàu. Máy tàu thì là nó có nhưng em không có ở đây. Tức là cái máy tàu nó nhìn nó rất là dại, nhìn cái mặt máy này nó rất là dại, nó nem nhem lắm mà nó nhìn nó thiếu chuyên nghiệp, đấy là nhìn phát là biết ngay. Thế cho nên đây là cái cỗ máy Nhật xưa đây, đây là mới là một cái cỗ máy Nhật xưa. Đấy. Dòng máy 2 vít và máy 3 vít đều là chất, máy 3 vít là đời máy đầu tiên. Còn máy 2 vít như thế này là nó ra đời về sau. Đó. Thế mà các bác phân biệt là thêm một cái chi tiết nữa ở rất là nhỏ cái chỗ này, tức là cái cầu của cái con máy tàu ấy là nó cái cầu này nó cách rất là xa với cái mặt bích này. Đấy, và cái thứ hai là những cái đường nét của nó không sắc sảo. Ưu điểm của một cái con máy xịn đấy là cái tóc xịn này là cái độ dao động của nó rất là nhanh, rất là khỏe. Cái tần số dao động này của nó rất khỏe, đồng nghĩa với là cái cỗ máy của các bác là chạy rất là mượt mà.
trơn tru và cái độ trễ giờ của nó rất là ít. Một cái điều nữa là cái dòng máy cơ này thì cái độ nhanh chậm thì các bác cứ yên tâm là không có vấn đề gì. Đây là nó có cái nấc gạt nhanh chậm đây này, dấu cộng dấu trừ này, các bác nhanh thì gạt về dấu trừ, cho cái đầu này nó chỉ về dấu trừ, chậm thì các bác gạt về dấu cộng. Thế nên là nhanh chậm của cái dòng này thì không có vấn đề gì cả. Đó. Thế thì các bác cứ giao lưu với các bác ở shop khác thì cứ cam kết với nhau là những cái hàng mà họ đã lau dầu bảo dưỡng mà ok thì các bác về dùng là yên tâm nếu như đúng những cái tiêu chí về cái dòng máy Nhật đấy. Đấy. Chiếc bên trái là chiếc của em đeo, lắp cái dây khác. Còn chiếc này là chiếc dây nguyên bản, dây zin của nó. Đây thì hôm nay là có một cái vài cái điều phân biệt về cái dòng đồng hồ SK để cho các bác chơi và phân biệt tiền nào thì đi với cái của ấy, tiền rẻ thì nó sẽ có những cái sản phẩm nó tương ứng với cái đồng tiền. Thế nên là trước khi mua thì cũng có một vài cái kiến thức. Rồi, xin chào các bác. Chúc các bác mùa tránh dịch vui vẻ và với đam mê với những cái thú chơi sưu tập của mình.